Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Mình một sống nhất mình trên này. Ôi, đồ xanh, đồ xanh. Đồ xanh nhà mình. Các bạn ơi. Ôi, chơi với các bạn mình bị lẫn từ game. What the hell, bị lẫn từ game anh em ạ. Bác là 94, bác 3. Chơi với các bạn, mình bị lẫn từ game này. Mình bị lẫn từ game các bạn ơi. Thật lấy yên bình. Thật lấy yên bình. Mất tiếng game vẫn ăn được mạng. Đâu, nó bị lẫn tiếng game. Tiếng chân các bạn nó sang cả tiếng chân mình này. Thế thì ghê rồi. Mình mới có 1 kill chứ mấy. Ít mà các bạn. 1 kill thì chúng ta đã không là bạn rồi. Nó buồn đấy. Mình đi sai các bạn rồi. Nó khác hẳn các bạn ơi. Đi gần các bạn ăn hết mạng của mình. Mình buồn, không, mình sad các bạn ơi. Mình tin cậu sẽ gây cánh trong vài giây nữa thôi. Nào bạn ơi. Có gì này, cậu ngắm nhà này lấy không? Bên dưới nha, bên dưới các cậu ơi. Bên dưới. Không có nhà đâu. Tìm chưa? Sát thủ ơi xuống bên này. Đây, từ từ, mình chỉ có shotgun thôi. Mình sẽ đi một mình. Mình cảm giác cuộc sống một mình thật thoải mái các bạn ạ. Ê, có thằng. Bỏ thằng ạ. Cái nó một thằng rồi. Tí nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau các bạn ơi. Hay chưa, chỉ có một thằng thôi à? Nhiều mà. Đâu, có mỗi thằng mà. Chưa nữa. Hẹn gặp lại các bạn khi các bạn còn sống nhá. Bây giờ thì mình sẽ tự do đi kiếm mạng nào. Hướng 150. Thế thôi. Lên đi bạn này. Có vẻ gắt nhỉ các ông. Các ông chơi lại gắt quá nhỉ. Wow, đâu. Đi khác team. Nó khác anh em ạ, đi xa team này. Bây giờ thì mình đã có được giáp chống nổ nhá. Ngon chưa anh em. Ê, đồ phải gọi là tuyệt vời luôn anh em ạ. Các thằng trên đồ nhá. Hướng 120 sao ấy. No, hướng nhà mình kệ các bạn. No, mình kệ các bạn nhé. Hi. Ở đây có pha mát đó này. Là chuyện của các bạn. Ok. Đó. Úi dồi. Nó chỗ nào vậy? Ê, đâu. Nó dìa đây. Nhà. Nó dìa tường. Biết rồi. Những người anh em có cần support không? Có. Có hả? Không cần. Thế từ. Không cần á? Ồ, không cần à? Không cần thì thôi. Là những thằng khác định nói. Bây giờ mình bảo là không cần. Wow, không cần thì thôi. Thế mình tự đi tìm khoảng trời riêng. Ok. Mình bảo là không cần là những thằng khác. Còn mình cần. Đây, từ từ mình quay lại ngay. Hi hi. Mình yếu rồi. Yếu chưa? Wow. Trên đồi cũng có người. Các bạn kinh tôi comment là các anh đều rẻ tiền quá. Các bạn bên tôi comment là các anh đều rẻ tiền quá. Không có anh nào đắt tiền cả. Đấy, các ông hiểu chưa? Các ông thấy bản chất của các ông chưa? Chúng ta hãy sống sang lên một chút này. Nên thử chất tặng em mà. À, bên kia nhá. Hãy cứ rẻ tiền như vậy đi các bạn ơi. Đâu, có thằng nào đâu? No, mình thấy chỗ này thật là yên bình các bạn ơi. Chạy rồi. Sợ xoắn hết cả người nó chạy rồi. Quay trở lại thì trấn đi. Đây, từ. Đây, xe quân đội nè. Chạy. Đưa đồ của đại anh em ạ. Mình cảm giác thật là bình yên khi không có các cậu. Có các cậu mình cứ nấm nấp lo sợ hết mà. Ok, nốc rồi, lên bạn đây. Úi dồi ôi. Ui giời ơi, trả giá, Huân Nhi trả giá. Wow, cứu nhau đi. Các bạn hãy trả giá đi các bạn ơi. Chưa trả. Wow, gắt, chưa trả giá cơ, thế thì gắt rồi. Cái giá không phải. Thế bao giờ bạn mới phải trả giá hả bạn? Nó nào, bao giờ trả giá tính cậu. Wow. Cậu hỏi thế bao giờ mình biết. Mình còn chưa có tiểu liên mập 40 nữa các bạn ơi. Đợi khi nào có mình sẽ quay lại với các bạn. Okay. Đây là khi bạn mặc kệ team anh em ạ. Cho team cho nó ăn mạng hết. Cậu đấy. Sẽ hối hận thôi. Thôi cho các bạn ăn mạng mà mình đâu có cần đâu. Mình muốn đi tìm khoảng trời riêng thôi các bạn ạ. Mình muốn yên tĩnh một xíu. Đi với các bạn cuộc sống nó có vẻ bon chen quá các bạn ạ. Mình muốn tự do các bạn ơi. Thế là mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Con đi, vào trong này, cố gắng nhiệt. Đó. Đâu. Đấy. Wow. Thấy không? Thấy không? Mình okay. Sẽ tự đi tìm khoảng trời riêng. Online. Nó keo này. Xem ở đây chúng ta sẽ có gì nào mọi người. Wow. À, bố đi, có rồi. Vẫn. Không có gì cả anh em ạ. Đây có bốn ý. Wow, đậu đây, xanh. Có bốn này.
Lên xe, lên xe. Có người, có người anh em ạ. No, mình không cần đâu các bạn ơi. Các bạn ơi đừng đừng ra chỗ mình, đừng ra chỗ mình. Các bảo là đừng ra chỗ mình cơ mà. Mình biết mà. Cậu đang nhớ bọn mình lắm rồi. Wow, đậu xanh. No no bạn ơi. No bạn ơi, mình không cần đâu. Đừng qua chỗ mình, đừng qua chỗ mình. Đừng qua chỗ mình. Đừng qua chỗ mình, đừng qua chỗ mình các bạn ơi. Các bạn định ăn mạng của mình đúng không? No. Các bạn ơi, các bạn đừng rẻ tiền nữa. Các bạn đừng rẻ tiền, các bạn ơi. Các bạn đừng rẻ tiền nữa các bạn ơi. Các bạn đừng rẻ tiền nữa các bạn ơi. Tụt mà tiếp tục tụt. Wow, xin chào mừng mọi người. GG, răng. Làm gì mà căng hả công? Cho xí kẹo con xe này. Xí kẹo không cần, xí kẹo không cần đâu, 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 không cần đâu. Không cần đâu các bạn ơi. Xí kẹo không cần đâu các bạn ơi. Xí kẹo ăn đi thôi, ăn nhiều nghe ăn. Đâu, xí kẹo ăn có xíu mạng mà. Wow, wow, xí kẹo ăn có xíu mạng mà. Các bạn ơi, các bạn đừng như vậy. Xí ơi, đừng ăn nữa. Như vậy nữa, những người anh em. No. No ngại các bạn ạ. Wow, những người anh em của tôi. Wow, xí kẹo. Cậu ơi, lưỡi dài vậy. Đâu, mình ăn ít kêu mà các bạn. Các bạn sẽ phải trả giá. Cậu sẽ phải trả giá. Mình mới có mấy mạng thôi mà. Các cậu mới là người phải trả giá. Cậu sẽ phải trả giá đắt. Trả giá đi các bạn. Đi ơi, lên xe cậu ơi. Chạy khỏi chỗ này thôi. Wow. Không ra rồi. Wow. Các bạn bỏ rơi mình. Cậu bảo wow. Không muốn đi cùng bọn mình mà. Mình hiểu mà, ok. No, các bạn bỏ rơi mình. No. Đây là xe của mình mà bạn. Ô, xe đâu à? À không. Xe của mình mất tiêu rồi, hình như là mình bỏ trên cơ. Ơ, mình nhớ là có xe mà. Xe chỗ của mình, bạn đừng ăn trộm xe của mình. Đừng rẻ tiền nữa. Những thứ mất đi thì sát thủ không ơi. Nhà. Bạn ăn trộm xe của mình, bạn rẻ tiền. Rẻ tiền quá mức vậy sát thủ ơi. Sát thủ nó ăn trộm xe của mình hôn nhi ơi. Thế mình với bạn đi mòn tờ trang đi bạn ơi. Những thứ đã mất thì không thể lấy lại. Thôi. Hiểu không? Wow, sát thủ rẻ tiền anh em ạ. Nó ăn trộm xe của mình. Hôn nhi ơi, tôi với ông đi chung này. Sát thủ, wow. Thôi bạn ơi. Mất đi thì không thể lấy lại được. Thôi bạn ơi, kệ sát thủ vậy. Chúng ta đi riêng bạn ơi. Hôn nhi ơi, đi riêng. Lên xe nào Huy Nhi ấy? À, Huy Nhi đi xe riêng à? Ok, được. Đã chọn cho mình con đường riêng rồi. Mỗi người một ngã rẽ đi cậu. Lại mỗi người một ngã rẽ à? Mỗi người một nơi. Wow. Ai cũng đã tìm cho mình con đường. Tại sao vậy những người nghe? Chúng ta là team squad không vậy? No, chúng ta là team solo anh em ạ. À được, căng. Nghe team solo là hơi căng. Wow. Bạn, chúng ta, wow. Mình biết rồi. Solo nhưng bạn cần thiết phải làm. Sao sao? Mình tính là hút xe bạn cho nó nhanh nổ thôi, làm gì mà căng. Xe mình to hơn mà. À không, xe mình to hơn, mình có quyền mà bạn. À mình có cách rồi, mình có cách trả thù lại xe của bạn rồi. Có cách quẩn què nhá, trả thù một niềm tin với hy vọng, ok. Đấy là chuyện của bạn nhá. Đây, bye bye. Tính cả. À, no, bạn ăn xong rồi nhá. Bạn gọi chúng mình ra để bảo kê à? No. Chúng mình không ngu nhá. Được, bye bye. Căng. Thính các bạn trẻ nhưng bạn ăn rồi, bạn gọi chúng mình ra bảo kê. No. Ui, cái xe rồi. À, Huy Nhi. À, Huy Nhi ơi, có mạng à? Huy Nhi đang yếu máu rồi, quay lại. Quay lại cho Huy Nhi sát thủ ơi. Không. Thính ạ. Huy Nhi đang yếu máu rồi. Đâu bạn ơi, Huy Nhi ơi, người đâu? Người chết kêu rồi. À? À, hay. Thế nó lại hay quá nhỉ, bạn nhỉ? Nó lại hay quá nhỉ, bạn nhỉ? Thế thì bye bye bạn nha. Qua đây. Thôi, thế bạn chết đi Huy Nhi ơi. À, bạn chết đi sát thủ ơi. Sát thủ đây. Nguyên team squad thì bạn sống làm gì nữa? Hiểu không? Team, nhưng mà nó vẫn ăn kìa. Nó vẫn ăn kìa các bạn ơi. Wow. Sát thủ, hãy đi chết đi. Wow. Nó clear nguyên cả team anh em ạ. Thế thì chịu rồi. Thảo nào tôi lại Huy Nhi không muốn chơi với sát thủ anh em ạ, bởi vì chúng nó ăn hết mạng của team. Đấy. Ờ, loạn đi quả mình gì mà căng. No, không có nhân quả gì cả. Bạn hãy sớm nhận quả. Cái kết đi. Im miệng ăn mạng và cái kết. Vào cái kết cân nguyên team sẽ quá. Cái đắng thật vậy. No, bạn hãy nhìn đi. Quả báo đến hơi muộn thôi. Hãy nhìn đi. Không, mình không tin. Mình không tin đây là sự thật. Khi bạn cân nguyên team squad còn điều gì để nói nữa hả?
Mình thà chết còn hơn các bạn ơi. Wow, sao bạn này không có gầu ra vậy, nghèo vậy. Cần nguyên team không không thằng nào có gầu ra. Mình thà chết các bạn ơi. Mình thà chết còn hơn các bạn ơi. Quá đỗi là nghèo luôn các bạn. Không có team được. Mình thà chết còn hơn các bạn ơi. Mình không muốn sống nữa. Alo, bạn tôi. Mình có làm gì đâu, mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Cái cậu nhận xin cái thật. No, mình không cần đâu. Mình không cần đâu, không cần đâu, không cần đâu. Bây giờ thì bạn qua đi. Ui. Qua đi bạn ơi, qua đi, qua đi bạn ơi, qua đi bạn ơi. Qua đi bạn ơi. Wow, qua đi bạn ơi. Mình dựng bóc cao không kịp anh em ơi. What the hell. Wow, y biển mạng thì kết. Quân đi, tiến là chỗ xin kẹo, nhanh. No các bạn ơi, các bạn đến quá trễ rồi các bạn ơi. Các bạn đến quá trễ rồi. Cậu sẽ ngon à? Cánh đồng ấy. Đây bên này đâm thẳng lên, bên này mà. Hôn Nhi ơi, đừng chơi với sát thủ nữa Hôn Nhi ơi. Sát thủ nó 11 kill rồi. Cậu clear đi, mình quay lại. Sát thủ nó 11 kill rồi. Hôn Nhi chạy. Hôn Nhi chạy đi Hôn Nhi ơi. Đừng chơi với sát thủ nữa Hôn Nhi ơi. Không, mình đứng im xem là. Đúng rồi, đúng rồi. Nó clear kiểu gì. Đừng chơi với sát thủ nữa Hôn Nhi ơi. Sát thủ nó 12 kill rồi Hôn Nhi ạ. Bạn chơi làm gì nữa, bạn có 2 kill chơi làm gì. Cho nó mệt mỏi ra Hôn Nhi ạ. Mình thề luôn đấy. Hôn Nhi. Gắt thật anh em ạ. Hôn Nhi nó muốn làm gì vậy, nó phá xe mình đúng không? Không bạn ơi, Hôn Nhi bắn bom keo của bạn để cho kẻ địch bắn bạn. Rẻ tiền. Ok, đồng đội rẻ tiền, ok. Nếu biết được sự rẻ tiền của cậu, ok. Gắt quá anh em ạ. Kiểu gắt quá nhỉ. Ui, hay lắm bạn tôi. Ô, nó chưa đai à? Hôn Nhi cân 2. Không có chuyện cân 2. Wow, sát thủ ơi. Này, sát thủ 14 kill rồi Hôn Nhi ơi. Hôn Nhi ơi, cậu hãy đi chết đi, đừng chơi với sát thủ này cho nó tự đi cân đi. Bạn hãy tránh xa sát thủ ra. Ok cậu. Áo trận cả. Áo trận đi Hôn Nhi ơi. Áo trận đi Hôn Nhi ơi. Ôi, này. Thế. Nói thật đi, bạn 3 kill chơi làm gì. Mình nói thật luôn này. Nó 14 kill rồi này. À. Wow. Wow. Ok. Con đi rẻ tiền ok. Ok. Canh mình nó để cho ấy chứ. Ok. Cười quá anh em, cười quá anh em ạ. Nhiều đấy con đi à. Ok. Áo trận. Ok. Okay. Cả lời anh em ơi. Trận đấu gọi là SK Team đấu hài anh em ạ, tôi không thể nhịn được cười. Có những cái tình tiết mà mình không thể ngờ được anh em ạ. Mình giúp xin kẹo bắn thôi. Giúp xin kẹo báo thù gắt quá anh em ạ. Đây đây, chúng ta đang quan sát dưới góc nhìn của Hồ Nhi. Wow, mình nghĩ là sát thủ nó áo trận rồi ngay. À, có đi cốt rồi ngay. Thế thì ghê rồi. Ôi chết rồi, nó giận rồi. Sát thủ đang ăn được hình như là 15 kill không ạ? Gắt. Hôn Nhi ơi, ông đi bộ đi dễ kiếm top 1 bạn ơi. Đi bộ đi bạn ơi. Dễ kiếm top 1. Ở đây có đo đoàn thú. Wow, dựng một cái bạn ơi. Chạy đi bạn, chạy đi mạng. Bạn ơi, cố top 1 nha bạn nha. Cố chứ cậu, mình tự nhiên giết nó ra phải cố chứ cậu. Đây bây giờ là cả team trông chờ của bạn này. Không sát thủ. Cảm ơn bạn ơi. Sát thủ ao rồi à? Wow. Tình đồng đội chúng ta tan nát rồi các bạn ơi. Chết rồi. Thật sự là mình không thể ngờ được cười các bạn ạ. Nó lại cứ funny nào anh em ạ. Cạn lời, cạn lời. Sát thủ đã dỗi. Dỗi thì kệ nó thôi anh em ơi. Rõ thì nghỉ chơi với team luôn, tôi Hôn Nhi chơi team đua dễ top 1 anh em ạ. chết cười anh em ơi. Đấy bạn ơi, bạn ơi. Bạn có giảm thanh không? Cứu nó. Cứu nó Hôn Nhi ơi. Hôm nay lên kim cương hùng sĩ á, hơi khó anh em ạ. Kìa nó chạy kìa, nó chạy kìa. Wow bạn tôi hay quá nhỉ, được, cứu nó. Ui, Hôn Nhi chuẩn bị có cho mình được mạng thứ tư nha anh em. Căng căng căng, ok. Thế là có 4 kill rồi. Ui nữa à, Hôn Nhi chỉ gắt quá nhỉ. Hình như là không có giảm thanh nhỉ.
Thế thì ghê Gì đâu. rồi. What the hell? Thế liều mạng làm gì? Chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi. Vẫn đừng đến canh cả. Ghê. Thật ra thì ông đang trong mò mà. À, đây, 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 đây. Cứ đừng đấy mà canh ông ơi. Ôi hay là chạy xuống cơ. Ui ông ơi ui. Để cho chúng nó kêu nhau đi, ông cứ ở trong bo cũng được mà. Mình ra bên ngoài mình chặn. Wow, thế thì gắt quá rồi bạn ơi. Thế bạn đứng đại trước căn nhà đấy, canh cho nó chạy vào. Hình như là chỉ có một đứa thôi ông ơi, một đứa. Kêu nó, wow, kêu nó. Hay quá nhỉ, ui, kêu nó. Được, kêu nó, sấy. Ui, Wow, ba ba thằng. đứa. Ba đứa cùng một team với nhau bạn sánh mộ rồi. Cắt vậy. Thế thì sánh mộ rồi nha em ạ. Các bạn bên tôi comment là Hôn Nhi dạo này bơ fan quá này. Bơ fan á? Mình là rep mà. Đây anh em ơi, trận trận đấu funny nhất của team SK. Sát thủ ăn hẳn 14 kill nhưng mà vẫn bị đai anh em ạ. Ê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.